Xin chào các em, thầy là Vũ Hải Nam và hôm nay thầy cùng Tuyển Sinh 47 sẽ giới thiệu đến các em một khóa học mới, một khóa học cực kỳ quan trọng với những bạn học cuối cấp và đang có cái sự chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Đó là khóa học nền tảng địa lý lớp 12. Vậy thì với khóa học này chúng ta sẽ học những nội dung gì? Hôm nay thầy sẽ xin giới thiệu qua đến các em những cái nội dung chính của khóa học nền tảng địa lý lớp 12 và chúng ta sẽ phải chuẩn bị gì để có được cái quá trình học tốt nhất cũng như là nắm được tất cả những cái gì mà thầy muốn truyền đạt đến các em trong cái khóa học này. Khóa học nền tảng địa lý lớp 12 với cái mục tiêu đầu tiên chắc chắn đó là phải nắm vững được kiến thức địa lý lớp 12. Đó là những gì nền tảng nhất, là căn cốt nhất, là cái cơ bản nhất để các em có thể chuẩn bị cho những cái bài kiểm tra trên lớp, rồi cho những cái bài kiểm tra cao hơn, ví dụ như là bài thi môn địa lý trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải vừa học kiến thức và vừa rèn luyện kỹ năng. Vậy thì khóa học này bên cạnh việc cung cấp kiến thức, thầy cũng sẽ trang bị cho các em những cái kỹ năng như là kỹ năng sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam, khai thác Atlas như thế nào, kỹ năng về làm việc với bảng số liệu và với biểu đồ. Chúng ta sẽ có những cái tính toán, những cái công thức từ việc nắm và từ việc học các bài học, chúng ta nắm được các cái công thức trong quá trình học về, đặc biệt là phần địa lý kinh tế xã hội sẽ có rất là nhiều những công thức để chúng ta tìm hiểu. Và thứ ba nữa đó là chúng ta vừa học thì phải đi đôi với hành. Làm thế nào để lấy vận dụng cái kiến thức đó làm vào những cái bài tập trắc nghiệm và tự luận? Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn những cái phương pháp làm bài thật là nhanh gọn, chính xác và nó đúng cái trọng tâm và đúng cái hướng tư duy để mà chúng ta có thể lấy ngay cái kiến thức đó vận dụng vào các bài tập. Và như vậy thì chắc chắn là cái việc nắm kiến thức nó sẽ hiệu quả hơn, và những cái gì là nền tảng, những cái gì là căn cốt nó sẽ đọng lại trong chúng ta lâu hơn. Nội dung của khóa học này thì sẽ bao gồm tổng cộng là 6 chuyên đề với 43 bài giảng. Các cái chuyên đề này sẽ bao gồm địa lý tự nhiên Việt Nam chúng ta học ở học kỳ 1, sau đó thì sẽ là ôn tập học kỳ 1. Vì môn địa lý với cái dung lượng là 1,5 tiết trên tuần, thế nên là ở trên trường thì các em sẽ được học học kỳ 1 đó là 1 tiết địa lý 1 tuần, còn học kỳ 2 sẽ là 2 tiết địa lý 1 tuần. Như vậy thì ở học kỳ 1 chúng ta sẽ học một cái mảng đó là địa lý tự nhiên Việt Nam, sau đó sẽ là ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Và ở học kỳ 2 chúng ta sẽ học những cái đơn vị kiến thức sau, ví dụ như là địa lý dân cư, địa lý các ngành kinh tế, địa lý các vùng kinh tế. Sau đó là chúng ta sẽ tổng kết lại toàn bộ nội dung chương trình địa lý để chuẩn bị cho ôn tập học kỳ 2. Và không gì hơn đó là một lời chúc các em, đó là chúng ta hãy thật là bình tĩnh này, chúng ta hãy thật là cố gắng để mà có thể cùng thầy theo suốt cái khóa học nền tảng địa lý lớp 12 này. Để các em có được những cái kiến thức căn bản nhất, để các em tiết kiệm được thời gian và công sức nhất, chúng ta có thể ngồi tại nhà, chúng ta có thể học được, chúng ta có thể nghe được lại, thay vì việc ở trên lớp là thầy cô chỉ truyền đạt một lần, thì ở đây các em có thể nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Các em có thể trao đổi những cái kiến thức, những cái thông tin mà mình có mình chưa hiểu đối với thầy, thì rất là hy vọng những cái việc đó sẽ giúp các em đạt được kết quả cao nhất trong môn học địa lý lớp 12, cũng như là chuẩn bị được những hành trang tốt nhất cùng với địa lý 10 và địa lý 11 để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, một trong những kỳ thi rất là quan trọng và quyết định những cái bước ngoặt của cuộc đời chúng ta. Chúc các em ôn tập thật là tốt và học thật là tốt tất cả các môn, không chỉ riêng môn địa lý mà tất cả các môn, để mà chúng ta đạt được kết quả cao nhất và đạt được cái ước mơ của mình. Xin chào các em.